Vâng, lại chào toàn thể các bác. Và hôm nay đến một cái video loa bẫy chim, loa nghe nhạc. Thì em lại giới thiệu các bác hai cái dòng loa 998 và 889 đang hiện là hot hit nhất thị trường và đã là bán chạy nhất của shop bên em. Thì cái dòng loa này là dòng loa Trung Quốc các bác nhá, nhưng mà hàng công ty rất chi là tốt. Thì bên shop em là gần cửa khẩu, hàng thì lúc nào cũng dồi dào rất chi là nhiều, mà giá thì lại rẻ nhất thị trường. Các bác mà quan tâm đến cái dòng loa 898 hoặc các dòng loa khác, các bác cứ nhắn tin, gọi điện lên số điện thoại em để bên dưới tiêu đề. Thì đây em sẽ mở hai cái dòng loa 889 và 998 để cho các bác cùng xem. Thì đi cùng với cái dòng loa 889 đây, 998 đây các bác nhá. Thì nó có một chiếc mũ, nó có một chiếc túi đeo. Và bên 889 cũng có một chiếc túi, màu thì hơi khác nhau một tí. Màu dàn di các bác nhá. Nó cũng gần tương đương giống như nhau, rất chi là đẹp mà dày dặn. Thì bên trong nó có một chiếc loa đây các bác này. Đây các bác nhá. Dòng loa mới tinh vẫn còn ở trong túi. Đây là dòng loa 998. Dạ. Và đây là dòng loa 898. Nhìn bề ngoài thì nó giống như nhau các bác nhá, nhưng mà bên trong thì một chiếc là nó nhỏ hơn một chút và một chiếc thì nó to hơn. Đây em bỏ cho các bác cùng xem. Em sẽ bỏ cái dòng 898. Đây này, 898 và 998. Bề mặt đó là nhựa các bác nhá. Nhựa màu dàn di, rất chi là chắc chắn và đẹp, cầm thì chắc chắn. Thì cái mặt này của nó này tương đương với cái điều khiển các bạn. Đây, đi cùng chiếc loa này nó có một cái mic nghe trợ giảng này, một cái cắm sạc này và một cái điều khiển từ xa, một dây đeo và hai quả pin nhé các bác nhá. Hai quả pin đây. Đấy. Nó như thế này. Đây là dòng 998. Thì cái mặt điều khiển của nó cũng tương đương như là cái điều khiển em đã giới thiệu cho các bác cùng xem. Đây là cái nút play tắt mở đây này các bác này. Còn đây là lách bài, lui bài. Còn đây là cái nghe đài FM này các bác này. Cái phần này là phần cắm tai nghe này các bác nhé. Còn phần này là phần cắm mic nghe trợ giảng này. Còn đây là cái cổng cắm USB. Sử dụng rất chi là dễ. Em đã mở cái loa này đây. Khi mà bật tạch cái loa này nó mở lên là nó có cái dòng chữ đỏ ở đây các bác nhé. Hôm nay em quên không mang thẻ nhớ đi rồi. Đấy, và em hướng dẫn chi tiết các bác. Đây, cái dòng loa mới nhất là có chữ 2019 này. Khi các bác mua các bác nhớ kiểm tra nhé. Có chữ 2019 như này thì mới là loa mới sản xuất này. Tem mác đây. Đây các bác nhé, 898. Rất chi là gọn gàng và đẹp. Đấy. Thế mà các bác mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm loa 898 bên em thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại em để bên dưới tiêu đề, hoặc là nhắn tin dưới cái video để em sẽ trả lời các bác cụ thể với tất cả những cái dòng loa. Đây thì các bác nhé. Còn cái dòng loa 998 này thì nó nhẹ hơn cái loa 889 một chút. Đấy, nhưng mà cùng như nhau các bác nhé. Cũng cùng một dòng. Cái này là cùng một công ty sản xuất ra, nhưng mà nó có khác nhau một chút. Về cái mặt này thì nó cũng tương đương như nhau. Thì như cái điều khiển này, thì những cái video trước em đã giới thiệu nhiều với các bác về dùng cái điều khiển này. Thì cái dòng số này nó tương ứng với những cái bài ở trên cái thẻ nhớ nhá. Ví dụ như các bác nhớ bài 9, các bác bấm vào bài 9. Đấy, nhớ bài 5 thì các bác bấm vào bài 5. Còn không, các bác chỉ cần tiến bài và lui bài. Đây này các bác này. Tiến và lui. Đấy. Còn đây là tắt mở các bác nhá. To nhỏ, đây là to nhỏ này. Và cái nút C này là cái nút lập lại bài này, rất quan trọng đối với các bác đi đánh chim. Thì cái dòng loa của 898 và 998 là điều khiển cùng với nhau như thế hết các bác nhé. Đấy, rất chi là đơn giản thôi. Các bác mà chưa hiểu gì, các bác cứ gọi điện trực tiếp đến shop. Em sẽ hướng dẫn các bác tất cả về dùng tất cả các mẫu loa. Đây là cái phần lắp pin để nha các bác nhé. Đấy, nhưng hôm nay em không quay, em không lắp lại cho các bác xem. Vâng. Thì các bác mà quan tâm đến tất cả những cái sản phẩm này bên em thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại. Giá lúc nào cũng là rẻ nhất thị trường, hàng lúc nào cũng là tốt nhất luôn. Em tắt đi.
Các bác xem video này nhớ ấn vào nút đỏ đăng ký và ấn vào chuông để tiện em sẽ làm những cái video mới nhất để giới thiệu với các bác những cái sản phẩm tốt nhất của bên em. Vâng, chào tất cả các bác.